Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và sau rất nhiều lần lỡ hẹn thì hôm nay mình quyết định làm clip hướng dẫn cách lùi xe. Trong clip này, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta lùi chuồng, hay còn gọi là lùi xe góc 90 độ, hay còn gọi là lùi chuồng. Cách thứ hai đó là cách chúng ta ghép đổ song song. Đây là hai cái bài cơ bản và cũng là thường ứng dụng nhất trong việc thi bằng lái, cũng như là cách chúng ta lùi xe, sử dụng xe, lái xe hàng ngày. Và phần thứ ba đó là một số cái lưu ý khi chúng ta lùi xe. Trước khi đi vào nội dung clip thì mình cũng chia sẻ với các bạn luôn, đó là hiện nay mình không phải là thầy dạy lái xe, không phải là nghề chính của mình, không phải là dạy lái xe, mà hiện nay mình đang công tác tại Toyota Phú Mỹ Hưng. Và mình làm các clip hướng dẫn lái xe với mục đích là chia sẻ những cái hiểu biết, kinh nghiệm của mình đến với những bạn mới tập lái xe và cho những anh chị nào cần. Nếu như quý vị các bạn đã biết cách lái xe rành rồi hoặc là có những cái kinh nghiệm hay hơn thì xin hãy comment để lại bình luận ở bên dưới. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu với vào clip các bạn nhé. Ok, đầu tiên đó là bài lùi chuồng một góc 90 độ, lùi xe góc 90 độ. Và đây thì mình có sẵn để các cái cọc để chúng ta làm cái bài thực hành này. Chúng ta bắt đầu thôi. Ok các bạn, bây giờ thì chúng ta bắt đầu với bài lùi góc 90 độ, hay còn gọi là lùi chuồng. Thì mình sẽ thực hành trên chiếc xe Toyota Vios đây. Và chúng ta sẽ lùi vào cái chuồng ở vị trí này. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ lái xe đến và thực hành lùi vô đây, đúng không? Thế thì lý thuyết là như thế nào? Lý thuyết là các bạn di chuyển cái xe cách cái mép của chuồng nè, cách cái đường thẳng này một khoảng cách là khoảng 30 đến 50 cm. Đó, cách khoảng 30 đến 50 cm. Và chúng ta di chuyển đến đây và đánh lái lên. Rồi, để dễ hình dung thì các bạn đi vào xe và chúng ta làm thử. Rồi, ok các bạn. Trước khi mình bắt đầu thì mình sẽ có một số lưu ý với các bạn về cách chúng ta chỉnh gương để thực hiện cái việc lùi xe nó dễ nhất. Thì đây là trước khi các bạn bắt đầu lùi xe hoặc là trước khi lái xe á, thì các bạn phải chỉnh gương cho nó chuẩn trước để quan sát được phía sau nhiều nhất và dễ dàng lùi chuồng. Thế thì hiện tại gương của mình đã chỉnh như thế này đây. Các bạn thấy là gương bên trái là để chỉnh để chúng ta quan sát nhiều nhất, đúng không? Đó. Và đấy, thấy được nhiều và chỉ cần thấy một phần nhỏ của thân xe phía sau thôi. Tương tự như thế thì gương bên phải cũng chỉnh để chúng ta thấy được nhiều nhất có thể. Và mình lưu ý với các bạn là khi chúng ta lùi xe thì chúng ta có thể chỉnh gương nó cụp xuống một chút để quan sát phía sau cho dễ hơn. Đó, thấy không? Thì chúng ta sẽ chỉnh cho nó cụp xuống như thế này. Bình thường thì nó ở vị trí như thế này để lái xe trên đường, đúng không? Khi mà chúng ta bắt đầu lùi thì chúng ta chỉnh nó thấp xuống một chút, và thậm chí thấp để có thể thấy được bánh xe. Đó. Ok, tiếp theo nữa thì chúng ta phải chỉnh cái gương ở giữa đó các bạn. Đây, chúng ta phải chỉnh cái gương ở giữa để có thể quan sát và tránh bị đụng vào phía sau, đúng không? Trên xe của mình thì không có camera lùi, và chỉ mình có trang bị cái cảm biến lùi thôi. Thì cảm biến lùi làm việc cũng rất là tốt là đủ rồi. Hiện nay thì các cái xe, dòng xe hiện đại có rất là nhiều những cái công nghệ hỗ trợ về việc lùi xe, ví dụ camera lùi, hoặc là thậm chí có một số xe là trang bị những công nghệ lùi tự động luôn. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là mình, đúng không? Vẫn là tài xế là quan trọng nhất. Rồi, không nói dài dòng nữa, bây giờ chúng ta bắt đầu vào việc lùi xe. Đây là vị trí các bạn thấy như phía trước đấy. Chúng ta sẽ lùi vào cái chuồng như trước mặt. Chúng ta bắt đầu tiến đến. Rồi ha. Tiến đến thì bắt đầu đánh lái nhẹ để cho cái đầu xe nó sát vào vạch chuồng, cách cái chỗ đậu khoảng 30 đến 50 cm như mình đã nói. Đó, thì chúng ta bắt đầu tiến đến từ từ. Đó, và điều chỉnh tay lái để cho thân xe của mình thẳng lại.
Và chúng ta bắt đầu di chuyển đến đó, như các bạn thấy nè, xe của chúng ta cách cái mép chuồng khoảng đây là cách khoảng từ 30 đến 50 cm, và cái vai của người lái đây, vị trí của tài xế bắt đầu vào giữa của cái chuồng. À, vào giữa của chuồng đây, chúng ta đang đến tiến đến giữa của vị trí đậu xe, và bắt đầu chúng ta đánh hết lái lên. Đây là cái cách để hướng dẫn cho các bạn thi bằng lái, đúng không? Chúng ta bắt đầu đánh hết lái, nhưng mà các bạn lưu ý là vừa chúng ta, nếu mà trong quá trình sử dụng xe thực tế thì chúng ta không nên đứng một chỗ mà đánh lái, nó sẽ nhanh hư hỏng cái hệ thống lái. Còn trong khi thi thì chúng ta có thể làm như thế, hy sinh cái việc hư hại xe, đúng không? Nhưng khi sử dụng thực tế thì chúng ta phải vừa di chuyển vừa đánh lái, và các bạn đánh lái nhanh hết lên. Đó, đánh lái nhanh hết lên. Đó. Và trong cái tình huống này thì vô tình là chúng ta sẽ thấy một cái việc, đó là cái khoảng cách này, cái khoảng cách là nó không có đủ rộng để chúng ta có thể đánh lái lên nữa, cho dù là chúng ta muốn đánh lái thêm. Đó, nếu đúng chuẩn ra thì các bạn phải đánh lái thêm nữa, vì vị trí này chưa có đủ đâu. Đó, thấy không? Vị trí này chưa đủ, nhưng mà rất tiếc là phía trước của chúng ta đã hết chỗ để đánh lên tiếp rồi. Hết rồi, đúng không? Không thể đánh thêm được nữa. Tại vì đúng ra chúng ta mà đánh lên được nữa thì chúng ta lùi mới dễ. Thế thì trong tình huống này chúng ta phải làm sao? Trong tình huống này chúng ta bắt buộc phải điều chỉnh, không thể lùi một phát được ngay, mà chúng ta phải điều chỉnh nhiều lần. Thế thì chúng ta bắt đầu lùi xe lại. Đó, và các bạn quan sát gương chiếu hậu bên trái và bên phải. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu lùi xe lại. Đây là gương chiếu hậu bên trái, và chúng ta sẽ nhìn qua bên phải. Đó, thì thực ra cái chuồng này nó cũng tương đối rộng nên chúng ta vẫn vào được một cách dễ dàng, nhưng mà trong trường hợp mà nó chặt hơn thì nó sẽ khó hơn. Rồi, nếu như mình tiếp tục lùi tiếp thì nó vẫn sẽ thẳng thôi, nó sẽ vẫn vào được chuồng. Đấy, như các bạn thấy là cái chuồng này nó hơi rộng cho nên chúng ta vào dễ, nhưng mà hai bên nó không có đều. Đó, thấy không? Bên này thì rộng hơn và bên này thì hẹp hơn. Bên này rất là rộng rồi và bên này thì hẹp hơn. Bây giờ để cho nó đều nhau thì chúng ta phải làm sao? Đó là bây giờ nếu mà mình lùi tiếp thì nó sẽ vẫn vào chuồng, nhưng mà nó sẽ không có đều. Và trường hợp nếu cái chuồng nó nhỏ thì chúng ta sẽ cán cái vạch bên này, bên phía bên tay phải. Vì thế mình điều chỉnh bằng cách là mình chạy lên trước một nhịp, đúng không? Mình sẽ nhích lên trước một nhịp để cho nó thẳng lại, và mình điều chỉnh đánh lái qua, đánh lái qua. Đó. Rồi, đây. Bây giờ các bạn đã thấy là hai bên vạch đã bằng nhau, đó, khoảng cách bên này đã bằng, và khoảng cách bên này cũng đã bằng nhau rồi. Đó, bây giờ chúng ta bắt đầu trả lái lại cho thẳng. Thế thì làm sao để chúng ta biết là trả lái cho thẳng? Đó, cách đơn giản là chúng ta vừa trả lái và vừa lùi nhẹ, đúng không? Và đấy, vừa trả lái và lùi nhẹ để chúng ta biết nó đã thẳng hay chưa. Còn nếu trong trường hợp mà cách thứ hai để chúng ta biết cái như thế nào để vô lăng thẳng, thì tại vị trí này đang là vị trí thẳng lái, đúng không? Thì chúng ta, nếu chúng ta đánh hết lái qua một bên, các bạn sẽ để ý nè, chúng ta được một vòng và một nửa vòng nữa, như vậy là một vòng rưỡi. Thế thì khi mà trả lại chúng ta cũng trả đúng mà một vòng rưỡi các bạn ha. Đây, một vòng và một nửa nữa. Đấy, như thế này là chắc chắn là vị trí này là vị trí thẳng lái rồi. Đó, thì tùy thuộc vào xe thì nó có thể là một vòng rưỡi hoặc là hai vòng. Thì chúng ta sẽ trả lại đúng như thế là nó thẳng. Rồi, bây giờ xe đã thẳng rồi, mình sẽ lùi lại. Đấy, mình sẽ lùi vào chuồng một cách từ từ ha.
Ok, rồi chúng ta đã vua lùi vào chuồng và mình trả VB kéo thắng tay lên để chúng ta ra ngoài quan sát xem là chúng ta đã lùi chuẩn chưa. Vâng thưa bạn, như thế là chúng ta đã lùi được vào chuồng rồi. Và bây giờ mình sẽ thực hành lại một lần nữa để cho các bạn quan sát đúng không? Lần này thì camera sẽ đứng ở ngoài và sẽ quay cách mình thực hành. Rồi, ok các bạn, bây giờ thì xe của chúng ta đang chuẩn bị tiến đến chuồng, đúng không? Trong bài này là bài chủ yếu dành cho các bạn thi bằng lái đây. Và lần này thì mình sẽ cố gắng để lùi một phát được ngay. Bằng cách nào? Đó là mình sẽ đánh lái trễ hơn một chút. Đầu tiên chúng ta sẽ tiến đến đánh lái xích vào mép chuồng, gần vào mép chuồng đúng không? Cách khoảng 30 đến 50. Đó. Và nếu các bạn chưa quen á, thì các bạn có thể đưa đầu ra ngoài nhìn luôn đúng không? Để đảm bảo là chúng ta cách cái mép chuồng một khoảng hợp lý. Rồi, nếu trong tình huống mà cái khoảng bên phải của mình rộng á thì mình có thể đánh lái ngay từ chỗ này đánh lái lên luôn cũng được. Nhưng trong tình huống này nó hơi chật, vì thế mình sẽ chạy lố một chút đúng không? Mình sẽ qua hơn một chút, đến có nghĩa là từ giữa đến cái mép này là được. Khoảng từ giữa chuồng đến cái mép bên phải. Thế thì ở đây hơi chật cho nên mình sẽ tiến đến cái mép bên phải rồi mình mới bắt đầu đánh lái lên. Rồi bây giờ mình sẽ đánh hết lái qua bên phía bên phải. Mình sẽ đánh hết lái đúng không? Đó. Đánh hết lái lên. Rồi, tại vị trí này dừng lại. Vị trí này là vị trí nào? Vị trí mà khi trong gương chiếu hậu các bạn quan sát thấy tới đây cho anh mượn cái camera. Đây. Tại vị trí này trong gương chiếu hậu các bạn sẽ quan sát thấy như sau nè. Cái thân xe của bạn tạo với cái đường ngang một góc 45 độ. Đó. Bạn sẽ thấy rõ nó trong gương như thế này. Đó, chúng ta bắt đầu đánh trả lái lại. Đó, cái góc tạo thành bởi một góc 45 độ. Và đối với cái gương bên phải thì chúng ta chưa thấy gì đúng không? Khi chúng ta đánh lái lại chúng ta mới thấy. Đấy, khi mà tạo một góc như thế thì chúng ta bắt đầu đánh trả lái lại và lùi. Trả lái lại và lùi một cách chậm chậm. Đây, trả lái lại. Đó, và bắt đầu quan sát hai bên gương. Chúng ta sẽ giữ cái mép bên trái đúng không? Sẽ canh theo cái mép bên trái. Giữ và đồng thời nhìn gương bên phải. Đó. Tại vị trí này thì chúng ta đã đi vào được mép chuồng đúng không? Bên trái, mình sẽ canh cái mép bên trái đây, như thế. Và bắt đầu ở bên gương bên phải chúng ta cũng đã thấy được cái mép bên kia rồi. Bây giờ việc tiếp theo là chúng ta sẽ đánh lái hết lái. Đánh hết lái về bên trái. Đánh hết lái về bên trái để cho xe nó sẽ vào thẳng. Xe vào thẳng. Đây. Chúng ta liên tục nhìn bên trái và bên phải, lùi một cách chậm chậm ha. Nhìn bên trái và bên phải. Đó. Nhìn bên trái và bên phải một cách chậm chậm. Rồi. Đến vị trí này thì thân xe và cái vạch kẽ đã thẳng hàng, các bạn thấy không? Nó đã thẳng hàng rồi. Thì chúng ta trả hết lái lại, trả lái thẳng lại. Chúng ta trả lái thẳng lại và lùi vào thôi. Rồi. Như thế là chúng ta đã lùi xong. Quên nữa, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta lái xe ra khỏi chuồng luôn, nhân tiện đây. Rồi. Ok. Bây giờ thì chúng ta đang ở trong chuồng hoặc là trong chỗ đậu, và giả sử như ở bên trái chúng ta có một chiếc xe, bên phải chúng ta có một chiếc xe đúng không? Hoặc là trong nhà để xe thì có những cái cây cột đó. Thì chúng ta đánh lái ra làm sao để không bị va quẹt với hai bên. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn. Chúng ta chạy tới, đúng không? Chúng ta bắt đầu chạy đến. Rồi,
trước tiên các bạn cứ chạy thẳng trước, đừng đánh lái, đúng không? Trước tiên chúng ta cứ chạy thẳng trước để cho cái thân người lái nè, vị trí của người lái đó, nghĩa là vai của chúng ta nè, phải đến cái mép chuồng. Trong trường hợp này là cái vai đến mép chuồng nè, hoặc là đến ngay cái cây cột á. Đó, đến vị trí này đó, các bạn thấy nè, cái vai của mình đến vị trí này thì chúng ta mới bắt đầu đánh lái. Đây, chúng ta mới bắt đầu đánh lái. Đánh lái hết về một bên. Thì cái xe của mình nó sẽ không bị quẹt vào xe bên trái hoặc bên phải. Đây, chúng ta nhìn thấy trong gương chiếu hậu nè, thấy không các bạn, thấy không? Chúng ta đi qua khỏi, cái nghĩa là cái lấy cái điểm canh là cái gì? Lấy điểm canh chính là vị trí của tài xế đây, cái vai của vị trí tài xế đây. Chúng ta phải đi qua hết cái cột thì chúng ta mới đánh lái. Thì lúc đó chúng ta sẽ không bị quẹt vào cái xe bên cạnh, phía bên trái của chúng ta. Rồi, bây giờ tình huống tiếp theo là chúng ta giả sử, bây giờ mình sẽ giả sử trường hợp là cái chuồng này nó hẹp hơn, đúng không? Và sẽ bị giới hạn bởi cái đường bên hông cũng hẹp hơn. Thì chúng ta phải làm sao? Mình sẽ làm lại về tình huống như thế. Rồi, đầu tiên chúng ta lùi xe lại. Ok các bạn, bây giờ trong tình huống này chúng ta giới hạn cái chuồng nó hẹp hơn một chút, đúng không? Vị trí lùi chúng ta sẽ khó khăn hơn. Chúng ta sẽ lùi khó khăn hơn. Và đồng thời là chúng ta giả sử như là cái đường này nó cũng hẹp hơn các bạn nhé. Cái đường này nó hẹp hơn. Đó. Rồi. Thì chúng ta phải làm sao? Rồi, bây giờ sẽ khó khăn hơn, đó là chuồng hẹp hơn và trong tình huống sử dụng thực tế thì cái đường phía trước cũng sẽ hẹp như thế này đây. Chúng ta phải làm gì? Đây, chúng ta bắt đầu tiến đến và cách chúng ta sẽ tiến càng sát cái mép chuồng càng tốt ha các bạn ha, càng sát càng tốt. Nếu các bạn không quen thì các bạn có thể đưa đầu ra nhìn luôn để chúng ta tiến đến cho nó dễ. Rồi, đây. Đây, nếu mà bình thường á thì đến vị trí này các bạn có bắt đầu đánh lái được, đúng không? Nhưng mà trong tình huống này thì đường chật hơn cho nên các bạn cứ tiến đến nữa đã. Rồi, chúng ta bắt đầu đánh lái lên. Tiến đến nhiều hơn một chút, đúng không? Và chúng ta đánh lái lên. Đánh lái lên. Rồi. Đến vị trí đây. Mình giả sử là ở bên phải của mình rất hẹp, đúng không? Chúng ta không có thể tiến lên được tiếp. Đó. Thì đây, bên gương bên trái, các bạn sẽ quan sát gương bên trái và sẽ thấy như thế này. Vừa đến thấy cái cọc và cái mép chuồng bên trái khi mà cái xe của chúng ta nó vào một góc như thế này đây. Thì trong trường hợp này nó góc này nó hẹp hơn 45 độ, không có đủ 45 độ đúng không? So với cái đường vạch ngang, vạch kẻ màu trắng đó thì nó sẽ hẹp hơn 45 độ. Đây là tình huống thường xảy ra trên thực tế hơn. Thế thì chúng ta bắt đầu đánh lái lại. Chúng ta bắt đầu đánh lái và lùi xe. Đấy, chúng ta bắt đầu đánh và lùi. Các bạn chú ý là bởi vì nó hẹp cho nên là chúng ta sẽ bám thật sát vào cái mép bên trái nè. Các bạn bám thật sát vào. Đây, mình sẽ cho các bạn thấy là vừa đánh lái mình sẽ quay phim nè. Các bạn sẽ bám thật sát vào cái mép này. Đó, bám thật sát vào. Và đấy, sát vào đúng không? Thật sát vào đấy. Đồng thời chúng ta cũng phải nhìn cái gương bên phải nữa. Chúng ta sẽ nhìn gương bên phải để coi đến khi nó phát hiện nhìn, cho đến khi chúng ta nhìn thấy cái mép chuồng bên kia. Rồi đó các bạn thấy không, bắt đầu chúng ta nhìn thấy cái mép chuồng bên kia rồi. Chúng ta phải di chuyển thật là nhẹ chậm thôi, thật chậm thôi để coi là trong tình huống này có lọt hay không. Đó, chúng ta đã qua được cái mép chuồng bên phải rồi. Các bạn thấy không?
chúng ta đã qua được, như vậy là chúng ta đã lọt vào chuồng rồi. Tới đây, tới vị trí này rồi. Nhưng mà đến vị trí này các bạn không thể lùi được tiếp, cho dù chúng ta đã đánh hết lái rồi chúng ta cũng không thể lùi được tiếp, vì nếu mà chúng ta lùi nữa thì cái đuôi xe của chúng ta sẽ bị cái phần thân xe này nó sẽ bị phạm qua bên kia, qua phía bên phải, đúng không, và chúng ta không vô chuồng được. Khi đó cái góc bên trái của mình nó sẽ rất là rộng, đây phần bên này nó sẽ quá rộng, các bạn thấy nè, thấy không, thân xe nó sẽ không có thẳng vô chuồng được. Trong tình huống này sẽ có rất là nhiều bác tài mới sẽ cảm thấy rất là bối rối, không biết phải làm sao. Thế thì chúng ta bắt buộc phải điều chỉnh thôi, phải tiến tới. Ta sẽ vào số tới và đánh lái, đánh hết lái lên, đúng không? Đánh hết lái lên, chúng ta bắt đầu tiến tới. Đó, và cũng không có tiến tới được nhiều, đúng không? Bởi vì phía trước đã bị giới hạn rồi, chúng ta không tiến tới được nhiều, chỉ nhích lên một chút nhẹ thôi. Sau đó tiếp tục lùi lại và đánh hết lái để lùi lại tiếp. Đó, như thế là bây giờ đã, chúng ta đã đánh lọt rồi, đúng không? Bây giờ mới lọt vô chuồng rồi đây. Di chuyển chậm và đến rồi, như thế này là thẳng lái. Thẳng rồi. Chúng ta quan sát hai bên, gương bên phải đã thẳng rồi, đúng không? Rồi, và gương bên trái đã thẳng rồi đây. Chúng ta sẽ quan sát thấy là nó thẳng với vạch rồi. Thế thì chúng ta trả lái. Trả thẳng lái lại và lùi tiếp. Chúng ta sẽ trả thẳng lái lại và lùi tiếp thôi. Trong quá trình lùi thì chúng ta có thể điều chỉnh nhẹ tay lái qua lại để làm sao cho nó thẳng nhất, đúng không? Rồi, khi đã thẳng rồi thì thẳng lái và lùi vào chuồng thôi. Ok, như vậy là chúng ta đã lùi được vào chuồng. Chúng ta sẽ đi ra ngoài để kiểm tra xem kết quả. Đấy các bạn, như thế là chúng ta đã lùi được vào một cái chuồng chặt hơn. Đây các bạn có thể nhìn thấy là với việc có cái chuồng chặt hơn thì chúng ta cũng đã lùi thẳng vào được rồi, đúng không? Và bị giới hạn bởi khoảng cách bên này. Rồi, ok các bạn, như vậy là trên đây mình đã hướng dẫn cho bạn cách để chúng ta lùi chuồng. Và cái bài này á, thì thường sử dụng ở trên trong cái bài thi cấp bằng lái, hoặc là trong tình huống thực tế chúng ta cũng gặp khi chúng ta đổ vào vị trí đổ xe ở trong vị trí đổ xe của chung cư hoặc là chỗ nơi làm việc, vân vân và vân vân. Thế thì các bạn sẽ luyện tập, những bạn nào mới tập thì chúng ta sẽ luyện tập nhiều lần để quen hơn, và mỗi lần chúng ta sẽ rút ra được kinh nghiệm. Và theo mình, để mà lùi xe thuần thục thì các bác tài chắc ít nhất cũng phải cỡ 6 tháng lái xe thì mới có thể thuần thục được. Ok các bạn, với tình huống tiếp theo là cũng là lùi một góc 90 độ, nhưng mà thay vì lúc nãy mình tiến đến, đúng không? Mình tiến đến rồi mình đánh lái ra, thì bây giờ trong có một số tình huống là mình chỉ lùi xe lại, mình sẽ không phải là tiến từ hướng kia đến nữa, mà bây giờ mình sẽ lùi từ hướng này vào. Rồi, thế thì mình sẽ thực hành cho các bạn thấy luôn. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ đánh lái ra khỏi vị trí đổ xe. Và như các bạn thấy, bây giờ nó cũng đã chật hơn rồi, cho nên chúng ta phải làm sao? Trong tình huống này thì chúng ta phải hết sức cẩn thận và đánh lái ra. Đó, như này, nếu trong tình huống đường chúng ta quá chật và một nhịp chúng ta không thể đánh ra hết chỗ đậu xe, thì bắt buộc chúng ta phải lùi một nhịp để mới ra khỏi chỗ đậu xe được. Thì chúng ta sẽ lùi một nhịp và nhẹ đánh lái trả lại, đúng không? Đồng thời quan sát bên gương trái để khỏi bị cạ vào cột bên trái, cũng như là ở phía đuôi xe bên phải để tránh bị đụng vào xe bên kia. Sau khi chúng ta đã lùi nhẹ một nhịp như thế thì chúng ta mới đánh lái tiếp và đi ra được khỏi vị trí đổ xe. Đó, chúng ta phải đánh lái tiếp và ra khỏi vị trí đổ xe.
Rồi, đó. Ok các bạn, thế là mình đã di chuyển ra khỏi vị trí đỗ xe. Rồi, ok các bạn, bây giờ là tình huống tiếp theo, đó là thay vì chúng ta tiến đến như ở vị trí kia đúng không, thì chúng ta lùi xe vào chuồng với một vị trí ở phía sau lưng mình. Thì theo các bạn thấy là như thế này đây, trên gương chiếu hậu chúng ta sẽ quan sát giống như thế này, chúng ta thấy được một cái vị trí đậu xe ở vị trí đó đúng không, sau gương. Và bên phải chúng ta bị giới hạn bởi những cái cặp tiêu, đó là các cái xe khác hoặc là cái đường nó chỉ rộng đến như thế thôi. Thế thì chúng ta phải lùi như thế nào? Rồi mình sẽ vào số lùi, và các bạn để lưu ý đó là, rồi các bạn sẽ quan sát trên gương nè, chúng ta sẽ lùi như sau. Đây là vị trí tầm nhìn của tài xế đây. Thì chúng ta sẽ đánh lái để cho cái bánh sau, cái phía đuôi xe, phía sau xe của mình để bám sát vào cái cọc bên trái này. Đó đúng không? Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy được một cọc thôi, vì cái cọc phía bên phải thì mình đâu có nhìn thấy được. Cho nên chúng ta sẽ bám sát vào cái cọc này, đúng không? Và đồng thời quan sát bên gương phải. Đây, là bám sát vào. Các bạn, rồi tới khi mà cái bánh xe của chúng ta nó gần đến cái cặp tiêu rồi đúng không, đến ngay cái vị trí mép của chuồng rồi, thì chúng ta bắt đầu đánh hết lái luôn. Trong tình huống này, sau khi bên bánh bên trái nó đã yên vị ngay cái mép này rồi đúng không, chúng ta sẽ phải quan sát gương bên phải để coi là cái xe chúng ta có lọt nổi hay không. Rồi, mình giả sử là trong tình huống này không thể lùi được tiếp đúng không? Nếu mà lùi nữa thì sẽ đụng cái mép chuồng bên phải. Thế thì chúng ta tiếp tục đánh lái lên, đánh lái đi tới một nhịp vì nó chật mà. Lấy ví dụ là nó khó đi. Đây. Rồi, nhích lên một chút. Sau đó, bây giờ sau khi nhích lên thì chúng ta thấy được cái cặp tiêu rồi đúng không? Bên phải chúng ta thấy được rồi. Đó, và bên trái chúng ta cũng đã thấy được mép chuồng bên trái đây. Đó, chúng ta lưu ý là chúng ta luôn lấy cái móc bên phía bên tài xế làm chuẩn nha. Mình bám sát cái mục tiêu bên tài xế sẽ nó dễ hơn. Rồi, sau khi đã lấy được hai bên thì chúng ta bắt đầu đánh lái và lùi tiếp đúng không? Đánh lái và lùi tiếp. Đó, bây giờ thì đã lùi vào được mép chuồng rồi. Chúng ta đều đánh lái cho nó thẳng lại, đánh hết lái cho thẳng lại. Rồi. Tình huống này nếu chúng ta lùi tiếp cũng sẽ bị không có thẳng vào chuồng được, nó sẽ ăn qua hướng bên phải nhiều quá. Vì các bạn quan sát gương chiếu hậu các bạn thấy nè, bên phải chúng ta còn rất là ít đúng không? Còn bên trái thì chúng ta lại có rất là rộng. Như thế thì chúng ta làm sao? Tiếp tục đánh lái lên trước một chút. Rồi. Thẳng cho đến khi thẳng đúng không? Đánh lái lên cho đến khi thẳng rồi. Rồi, sau khi thẳng rồi chúng ta trả lái lại để và lùi. Rồi, bây giờ thì quá đơn giản đúng không? Đã thẳng rồi. Các bạn quan sát vào gương các bạn sẽ thấy nè. Đó, chúng ta đã thẳng rồi. Và chúng ta tiếp tục lùi thôi. Đấy. Canh cái mép của thân xe với cái đường vạch voi nè, ta thấy thẳng rồi. Và chúng ta lùi. Thì sau khi lùi thì chúng ta sẽ để ý cảm biến lùi, hoặc là nếu không cảm biến lùi thì chúng ta nhìn gương chiếu hậu đây, chúng ta để nhìn và chúng ta thấy được cái phía sau và chúng ta lùi cho đến lúc mà vị trí dừng lại. Rồi, ok các bạn, đó là tình huống thứ hai của việc lùi xe 90 độ, đó là thay vì các bạn tiến đến thì các bạn lùi xe lại. Bây giờ thì mình sẽ làm lại cái bài này một lần nữa, và anh quay phim sẽ ra ngoài và chúng ta sẽ xem lại ha. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ làm lại cái bài lùi xe này. Trước tiên thì chúng ta, khi mà cái xe của mình còn cách
cách xa cái vị trí chuồng á, thì chúng ta đánh lái để lấy hết cái khoảng cách này nè. Đó, chúng ta sẽ lấy rộng ra một chút, người ta gọi là lấy rộng ra một chút, và mình đánh trả lại, đánh trả lại để cái mở rộng cái góc, và mình lấy cái mép bên tay trái, đúng không? Lấy cái mép bên tay trái của chúng ta. Đó, tại vị trí này, tại vị trí này thì cái bánh trái, bánh xe bên phía tài xế của chúng ta, bánh xe sau phía bên tài đã đi vào mép chuồng rồi. Chúng ta tiếp tục quan sát gương chiếu hậu bên phải và đánh lái tiếp. Ok, trong tình huống này thì cả hai bánh xe đều đã lọt vào trong chuồng rồi. Chúng ta tiếp tục cho xe lùi. Rồi, để muốn thẳng và đẹp hơn thì chúng ta nhích tới trước một chút và đánh lái qua bên phía phụ, đúng không? Ok, sau đó trả lái lại. Trong quá trình lùi thì sẽ chúng ta điều chỉnh hai bên cho nó thẳng. Rồi, đến lúc thẳng rồi, trả thẳng lái và tiếp tục lùi. Ok, thế là xong, rất là dễ thôi. Rồi, như thế là chúng ta đã xong cái bài lùi xe vào chuồng một góc 90 độ, với việc là khi chúng ta tiến đến và khi chúng ta lùi lại, đúng không? Đây là một tình huống thường xuyên ứng dụng khi các bạn lái xe. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến bài là ghép đổ song song, cũng là một bài thi và cũng là một bài chúng ta hay phải gặp trên thực tế lái xe. Mời các bạn đi đến bài tiếp theo, bài ghép đổ song song.